Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 7, tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Từ đêm ngày 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua, kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao. Từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.